Tôi là Vinh và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái máy hàng của hãng Maxpro. Nhân dịp hôm nay là mình công ty mình cần hàng một cái kệ và có một cái thợ hàng chuyên nghiệp ở đây. Thì đây là cái máy hàng 200A 7.3 kVA của Maxpro. Hàng này thì thông số nó thì hàng được que từ 1.6 đến 5 ly. Đây. Đó. Có chế độ làm mát MAIB 26S, 24, 21S. Thì mình không phải là thợ hàng nên là mình sẽ không có biết là nó sẽ như thế nào, thì ở đây có bạn Lượm sẽ là bạn chuyên gia về hàng, ảnh sẽ làm và cho mọi người phản hồi. Cái này công nghệ inverter IGBT nên nó sẽ hơi mắc hơn một chút xíu. Cái này chính hãng bảo hành 6 tháng nha mọi người. Đây là cái máy hàng của chúng ta. Không mang kiến vô hả? Kiến đâu? Lấy cái chuyến hàng đi. Mình phải bảo hộ lao động nha anh em, đeo này nó đào mắt lắm á. Đây là máy chúng ta. Giờ anh xem hàng inverter nha, rất là đẹp. Nói chung cái máy này thì được cái thì ngoại hình đẹp lắm nha mọi người. Đây cái thông số đây là hàng chính hãng á, không phải hàng giả hàng nhái nên là mọi người yên tâm. Con này nó cũng khá là nhẹ, nhỏ gọn nên là anh em xách đi công trình nó cũng ok. Như lần trước lần kia có con nó hơi hơi bự, con vàng vàng đó là con cũ ARC 200. Cái này hàng tích đúng không? Lượm. Cái này hàng tích đúng không? Không. Hàng mít hả? Chứ gọi hàng gì? Hàng bình thường. Nói chung máy hàng này máy hàng bình thường, nhưng được cái là công nghệ inverter. Bây giờ thì mình sẽ hàng thử cho mọi người xem, một bạn lượm thử hàng với mình hàng. Rất nhiều anh em hỏi mình mua bán có bán mấy hàng không. Thật sự là hiện tại bên mình cũng có rất là nhiều mối để bán mấy hàng, nhưng mà không có cái người chuyên chuyên nghiệp để có thể tư vấn về mấy hàng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Có rồi, có rồi. Đưa anh ý kiến nha. Không có gì quay qua cái này cái thứ này. Được không? Đây được không? Bây giờ mình đổi máy đi. Sao vậy? Anh em mình đổi máy nhau đi. Vô đổi cái máy đi. Mày ngon quá, mày lấy cái máy cũ mày đổi cái máy mới. Anh em thấy máy nhỏ gọn nhưng mà chạy rất là mạnh mẽ ha. Cái này quan trọng hàng nhất là không bị dính hay sao? Cái máy sao biết ngon không ngon á? Ngon thì đánh được ổn. Nhưng mà trên đây nó có đường dẫn nè, nó như đây nè,
Đây anh em xem. Ông không chuyên nghiệp cũng vẫn làm được cái định hướng được là này độ ly nè, mình xài bao nhiêu ly nè. Đó cái này nó hay ở chỗ vậy ha anh em. Nên mình chỉnh được cái ampe nè, mình chỉnh được cái ly que hàng nè, và nói chung cái máy anh em nhìn thiết kế cực kỳ đẹp ha, và đánh lửa rất là tốt. Đây đó, ổn ngon ha. Cái này thì những anh em nào mà chúng ta xài dạng gia đình đó thì chúng ta mua quá cháy rồi, còn anh em nào đi công trình thì mình thấy mọi người sẽ không dám đầu tư thì hơi mất tiền một chút, nhưng mà không sao. Nếu mà anh em nào thấy mà cần có nhu cầu mua cái máy tốt chút thì chúng ta mua máy này, giá bán của nó là 3.700.000 mấy chục ngàn đây, cho em coi đó, 3.770.000 ha. Và đặc biệt là giá này bao gồm thuế nha anh em, chưa gồm phí vận chuyển. 3.770.000 7.3 kVA. Mình phải tắt cái máy, mình bật cái quạt ra đây cho nó bay khói quá. Cảm ơn anh em muốn mua hàng thì đến 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, phố Hồ Chí Minh nha. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.